Xin chào các bạn, mình lại tiếp tục hành trình đây. Sau khi rời khỏi Tri Tôn An Giang thì đội mình di chuyển tầm khoảng 2 tiếng nữa thì sẽ đến được thành phố Hà Tiên nha các bạn. Thấy biển cặp bên rồi, là gần tới rồi nha. Quẹo qua khúc này nữa đó chính là cầu Tô Châu, là ngay trung tâm thành phố luôn rồi. Ở đây thì có rất là nhiều nhà nghỉ, do đi mình không có chuẩn bị đặt phòng trước cho nên là chuyến đi của mình bắt đầu những điều bất ổn đây. Ngay cuối tuần nữa các bạn ơi, ở đâu cũng hết phòng hết trơn rồi, mình phải gọi rất là nhiều nơi mới có. Thì chỗ này đó chính là khách sạn Vũ Hưng 1 và giá một phòng 2 người lên đến tận 400 ngàn nha các bạn. Trời, giá so với chất lượng phòng thì mình không ưng ý lắm, nhưng mà đành phải chịu thôi. Đầu tiên là ghé vào chợ Hà Tiên để mua một số vật dụng cần thiết. Sau đó thì về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi để chuẩn bị ăn tối và tiếp tục bất ổn nha. Mình cũng ham vui cho nên là di chuyển xe xuống hướng chợ đêm Hà Tiên và thấy khó quán này là năm phờ lửa. Quá trời đông khách luôn, tưởng nó cũng ngon lắm. Ai ngờ nó ngon không tưởng luôn nha. Đưa bàn về giá cả so với chất lượng đồ ăn thì theo cảm nhận cá nhân của mình khá là đắt. Mặc dù đi du lịch thì mình có thể chấp nhận được cái giá này, nhưng mà quá tệ bởi nhân viên phục vụ luôn các bạn ơi. Vô là nhân viên thảy menu một cái bẹp, xong rồi sau đó nhờ vả cái gì cũng rất là thái độ. Chưa đính tới là các cái dụng cụ ăn uống thì còn rất là rít nha. Rồi xong quét rác thì để một đống kế bên, ngồi ăn kế bên đống rác luôn nè. Thêm con cá nướng sống nữa, mới đem ra mở con cá nướng ra mà không thấy một miếng nóng khói gì hết. Sau đó nhờ các bạn ấy nướng lại mà ăn hết cái lẩu, xong rồi ngồi chờ hơn 30 phút nữa vẫn các bạn vẫn báo là con cá chưa nướng chín các bạn ơi, tính tiền đi về luôn rồi. Rồi gói con cá đem về thì vẫn tiếp tục báo là con cá vẫn chưa chín. Theo cảm nhận cá nhân của mình thì bạn nào có đi Hà Tiên thì nhớ né quán này ra. Mình thật sự chưa bao giờ mà chê một cái quán ăn nào cả, bởi vì như vậy thì ảnh hưởng đến việc kinh doanh của người ta. Trăm người bán mà vạn người ý kiến khác nhau, nhưng thật sự hôm nay là mình phải chê cái quán này thôi. Tiếp theo buổi sáng thì mình di chuyển xuống biển Mũi Nai để mà tắm biển, tranh thủ lắm các bạn ơi, 7 giờ là mình tới biển rồi, để sợ trưa thì nó nắng đó. Ăn sáng một xíu lót bụng, xong rồi mình xuống tắm biển. Các phần ăn sáng ở đây thì giá cũng gọi là giá du lịch 40 ngàn một tô nha các bạn. Đồ ăn thì cũng ăn được thôi chứ không phải là ngon. Mình có chơi trò chơi nữa nhưng mà do không có để điện thoại theo được cho nên là mình đã để điện thoại ở trên xe. Mình có chơi trái chuối nha các bạn. Có bạn nào suy nghĩ giống như mình không, chơi trái chuối là không có gì gọi là mạo hiểm cả? Nhưng mà không nha. Khi mà người ta lái ra gần giữa biển mà sóng cao đó thì cũng bao là hấp dẫn nha các bạn. Ngoài ra thì mình cũng có thuê cano, có hai dạng là tự lái hoặc là người ta sẽ lái chở mình. Các bạn nào mà thích cảm giác mạnh thì nên thuê tự lái nha, cũng rất là dễ, chỉ có tay ga rồi mình bóp rồi chạy thôi. Tắm biển xong thì mình quay về khách sạn nghỉ ngơi xíu, trả phòng và quay lại chợ Hà Tiên để mua hải sản. Sau đó tiếp tục bất ổn nha, vì ham cảnh biển cho nên là đã quay lại biển Mũi Nai và thuê bàn. Lúc này hết bàn nhỏ 200 ngàn rồi, thuê phải thuê cái bàn lớn 400 ngàn thì nó cũng hơi đau ví một tí. Nhưng mà được cái lúc này là 11 giờ trưa, rất là đông người ta tắm biển luôn, rồi cũng khá là vui. Và nó tiếp tục bất ổn là một hồi thủy triều lên cao đánh tạt bay nước luôn. Một chia sẻ thật tâm của mình, các bạn nào có đi thì lưu ý một số điều nhé.